Chiều nay tại nhà Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương chủ trì phiên họp thứ nhất đoàn giám sát chuyên đề của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thực hiện chính sách pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông từ năm 2009 đến hết năm 2023. Đây là một trong 4 chuyên đề giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tiến hành trong năm 2024. Đoàn giám sát do Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương làm trưởng đoàn sẽ giám sát trên phạm vi cả nước việc tổ chức thực hiện về bảo đảm trật tự an toàn giao thông và các hoạt động liên quan, trọng tâm là các luật giao thông đường bộ, luật đường sắt, luật đường thủy nội địa, luật hàng không dân dụng, bộ luật hàng hải Việt Nam và các văn bản pháp luật khác có liên quan. Dự kiến đoàn sẽ giám sát tại không quá 12 địa phương về 5 lĩnh vực giao thông. Với nội dung giám sát rộng, thời gian dài, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đề nghị cần xác định rõ trọng tâm, trọng điểm giám sát. An toàn giao thông của 5 lĩnh vực giao thông thì xác định rõ trọng điểm của cái đấy là gì. Tôi lấy ví dụ như bây giờ trọng điểm của cái an toàn giao thông đường bộ thì mình cơ bản là mình kế thừa cái tổng kết để chuẩn bị sửa hai luật. Trọng điểm mình giám sát cái việc ban hành văn bản dưới luật để triển khai hai cái luật này thôi. Trưởng đoàn giám sát cũng nhấn mạnh cần kế thừa các kết quả giám sát trước đây, đồng thời tận dụng các báo cáo của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Kiểm toán Nhà nước, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia. Dự kiến đoàn giám sát sẽ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả giám sát tại phiên họp tháng 9 năm 2024.